Tri thức tốt xin chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích đến từ kênh tin tức tri thức tốt. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin chi tiết. Từ vi học dự báo, bước sang năm mới sẽ có nhiều vấn đề xảy ra khiến bản mệnh phiền não. Năm tuổi có thể sẽ mang đến nhiều xáo trộn và tình huống bất ngờ. Nếu đưa ra quyết định trọng đại vào lúc này, thì khả năng thất bại càng cao. Tiền bạc khó tích lũy nên tâm trạng khá bất an và lo lắng. Về phương diện công việc, cuộc sống, bước sang năm nay nhiều vấn đề ập tới khiến người tuổi này khó có được sự bình yên như mong muốn. Với những người vẫn đang tại trước, tham vọng sự nghiệp vẫn còn vận trình công danh trong năm của bạn sẽ có nhiều biến động và chủ yếu theo chiều hướng bất lợi. Vận may không có, bản mệnh phải thận trọng trước khi đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào. Tâm lý trong năm cũng không mấy thoải mái, nhiều cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới tâm trí của bạn. Bản mệnh không kiểm soát được cảm xúc sẽ rất dễ vướng khẩu thiệt, bị tiểu nhân đem chọc, điều đó càng gây bất lợi cho sự phát triển sau này. Tuy nhiên, sự nỗ lực nghiêm túc rồi cũng sẽ đem về hồi báo xứng đáng. Hãy chú ý hơn một điều, điều chỉnh tâm lý cá nhân, tránh ỉ lại cái cũ mà tự thu lùi. Về phương diện tài chính, trong năm nay, quý bạn nên cẩn thận hơn về phương diện tài chính của mình. Những tình huống bất ngờ thường xuyên xảy ra trong năm nay, bạn nên tập trung tích lũy cho lâu dài hơn là đầu tư mạo hiểm. Dù vẫn còn nhiều nguồn để bạn kiếm tiền, song tài khí không thực sự ổn định, tiền vừa vào tay đã có thể đi ngay vì nhiều lý do như tiêu cho bản thân, cho gia đình, cho công việc kinh doanh. Tuy nhiên, ngay cả khi thu nhập bị giảm sút, bạn nên đối mặt với nó với tâm thế bình tĩnh. Đừng quá để ý đến những thứ đã qua. Nếu không, bạn sẽ mãi quẩn quanh một chỗ. Về phương diện tình duyên gia đạo, xem tử vi khoa học, phương diện tình cảm của quý bạn không được lý tưởng. Gia đạo có nhiều xáo trộn, có thể gặp chuyện buồn. Vì tâm tính có nhiều thay đổi, dễ trở nên nóng nảy và gắt gỏng, nên có thể sẽ khiến các mối quan hệ rơi vào tình trạng căng thẳng. Trong việc nuôi dạy con cái, do khoảng cách thế hệ, nên đôi bên có thể không có tiếng nói chung. Xong, bạn nên phân tích nhẹ nhàng để con hiểu thay vì nạt nộ, bắt ép, rất dễ phản tác dụng. Về phương diện sức khỏe, bước sang năm nay, một trong những điều quan trọng nhất mà quý bạn nên chú ý chính là sức khỏe thể chất của mình. Một số triệu chứng khó chịu cả về thể chất lẫn tinh thần sẽ xuất hiện. Bạn cũng nên để tâm đến sự an toàn của bản thân. Đi lại, tham gia giao thông đều không nên chủ quan diễn biến tử vi mệnh chủ theo từng tháng trong năm. Tháng 1, mùa xuân giao thoa, các dịp lễ Tết rộn ràng nên quý bạn có sự tiêu pha vào các hoạt động mua sắm, du lịch. Tháng 2, các kế hoạch công việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Vì thế, hãy cố gắng làm việc chăm chỉ. Tuy vậy, hạn chế đầu tư hay mở rộng kinh doanh trong tháng này. Tháng 3, sức khỏe của quý bạn sẽ có vài thay đổi trong tháng này, vậy nên hãy giữ gìn và chăm sóc bản thân thật tốt. Tháng 4, bản mệnh sẽ nhận được tin vui trong công việc kinh doanh, tài lộc dồi dào. Tháng 5, hội ngộ với những người bạn cũ, hồi tưởng những ký ức đáng nhớ trong đời. Tháng 6, tình cảm gia đình đầy niềm vui, gia đạo có thêm thành viên mới. Tháng 7, một vài thách thức trong công việc nhưng sẽ được quý nhân giúp đỡ. Tháng 8, tháng này quý bạn có thể sẽ gặp một vài căn bệnh về xương khớp, nhiễm phong hàn hoặc căng thẳng quá độ. Vì thế, nên nghỉ ngơi đầy đủ, cân bằng cuộc sống và công việc. Tháng 9, mọi chuyện vẫn bình ổn, không có biến động gì xảy ra. Tháng 10, công việc dần khởi sắc, ăn nên làm ra. Tháng 11, con cháu bình an, gia đình có hỷ sự. Tháng 12, cuối năm mọi việc đều xuân sẻ, thuận buồm xuôi gió. Trong năm nay, quý bạn gặp sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô, hay còn gọi là kế đô tinh quân, là vị thần trông coi thực tình. Kế đô là sao tam cử khóc bi ai mang đến sự buồn khổ và chán nản. Đây được coi là một hung tinh cho cả nam mạng và nữ mạng. Chính vì thế, năm nào bị sao kế đô chiếu mạng, xem như năm đó quý bạn bị xấu. Người ta thường nói, nam la hầu, nữ kế đô, để chỉ cái khắc kỵ của các sao đối với phái nam và phái nữ trong năm đó. Người nam giới sinh hoạt bình thường, nếu có việc gì xảy đến cũng tiền hung hậu kiết. Theo quan niệm phong thủy của người xưa, Sao kế đô chiếu mệnh gây ra nhiều sóng gió, thị phi, lao đao trong chuyện tình cảm, sức khỏe và tiền bạc, dễ sinh ra buồn chán, tình duyên lận đận. Sao kế đô hay còn gọi là kế đô tinh quân, là vị thần trong coi thực tinh kế đô, là sao tam cử khóc bi ai, mang đến sự buồn khổ và chán nản. Đây được coi là một hung tinh cho cả nam mạng và nữ mạng. Chính vì thế, năm nào bị sao kế đô chiếu mạng, xem như năm đó quý bạn bị xấu người ta thường nói nam la hầu nữ kế đô để chỉ cái khắc kỵ của các sao đối với phái nam hay phái nữ năm đó sao kế đô được ví như bà hoàng hậu khắt khe là hung tinh ảnh hưởng nặng nơi nữ giới tuy nhiên nếu người phụ nữ đang mang thai gặp sao kế đô thì lại gặp được nhiều may mắn công việc kinh doanh buôn bán thu được nhiều lợi ích đường công danh sự nghiệp hành thông thuận lợi thực tế hàng năm mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh riêng Do vậy, mệnh chủ gặp sao kế đô cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần biết cách hóa giải vận hạn, làm nhiều việc thiện, đương nhiên mọi việc sẽ an bình. Cách thức cúng dân sao kế đô Mỗi tháng vào ngày 18 âm lịch đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 21 cây đèn cầy, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt ba cây nhang quay mặt về hướng chính Tây khấn vái. Thiên cung phân vĩ kế đô tình quân trên bàn đặt một tờ giấy màu vàng ghi tên tinh tú tọa bản mệnh. Thiên vĩ quan phân kế đồ tình quân. Dùng một cây rìu chặn phía trên. Lấy vài đỏ che kín bùa và rìu. Rồi đặt đằng sau ba nén hương đã dâng. Sau đó, mặt quay về hướng chính tây tính tọa. Trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 15 giờ. Qua 15 giờ đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trong năm nay, quý bạn gặp hạn địa võng. Theo các tài liệu thời xưa ghi chép lại, Gặp thị phi, khẩu thiệt, chớ nên đi với ai vào lúc tối. Không nên cho người khác ngủ trọ, tránh mua đồ lậu, hàng quốc cấm. Do vậy, gia chủ gặp hạn địa võng thì kỵ đi với ai khi trời tối, đồng thời chớ cho ai ngủ trọ và tránh mua đồ quốc cấm, đồ lậu. Cách hóa giải hạn địa võng Theo cách lý giải phía trên, hạn địa võng vốn là các chuẩn mực về đạo đức và hệ thống luật pháp quản lý xã hội. Gia chủ nếu không may vướng mắc nhẹ thì bị lên án phê bình của dư luận nặng thì bị xử phạt trước pháp luật các phương pháp hóa giải hạn địa võng bao gồm thứ nhất để tránh bị hiểu lầm nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch thì gia chủ không nên đi với ai khi trời tối nhất là quan hệ nam nữ tình ngay lý dần thậm chí người đó rất có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân thứ hai không nên cho người khác ngủ trọ trong cuộc sống Miệng lưỡi thế gian vốn trăm đường lắt léo. Nhiều người nhàn dỗi, hiếu sự thường soi mói, bịa đặt ăn đứng dựng ngược, xuyên tạc cho chuyện gì không có cũng dễ thành có. Chưa kể, việc cho người khác ngủ trọ, mà người đó tàng chữ buôn bán đồ cấm, hoặc vừa phạm tội, bỏ trốn, rất dễ mắc tội đồng phạm, hoặc gây nguy hiểm cho bản thân và gia đình. Thứ ba, tuyệt đối không được tàng chữ trái phép hàng lậu, đồ quốc cấm. Đây hiển nhiên là các hành động vi phạm pháp luật có bị xử lý cũng không hề oan uổng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của kênh tin tức Tri thức tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, mời quý vị để lại phần bình luận phía bên dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích nhất đến từ kênh tin tức Tri thức tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.